Chúng ta qua chương thứ tư là chương chương thị trường tiền tệ. À, hôm qua trong cái file của tôi thì không có phần này, giống như phần tôi chuyển cho lớp mà, thành ra tôi bổ sung thêm. Thế trong trong file mà tôi chuyển cho lớp đã có phần chính sách tài khoá rồi đúng không? Rồi chúng ta qua chương thứ tư là thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ. Thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ. Lớp mở cả hai tài liệu là tài liệu về file bài giảng đó, với lại về sách để chúng ta theo dõi phần này. Tại vì có một số những điểm mà tôi sẽ yêu cầu lớp gạch dưới ở trong sách để chúng ta đọc thêm. Thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ. Giống như là trong file bài giảng tôi đã chuyển cho lớp. Thì trước hết chúng ta xem khái niệm thế nào là tiền. Thì khái niệm thế nào là tiền chúng ta xem ở trong sách nè. Có nhiều khái niệm về tiền. Nhưng mà nói chung, tiền là một phương tiện trao đổi được thừa nhận chung để giao dịch. À, chúng ta gạch dưới câu này. Tiền là một phương tiện trao đổi được thừa nhận chung để giao dịch. Từ giao dịch ở đây đó được hiểu theo một nghĩa rộng, tức là không chỉ thanh toán nợ mà còn là mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Thành ra trong suốt chương này khi chúng ta dùng từ giao dịch, nghĩa là chúng ta đang hiểu theo một nghĩa thanh toán nợ, dùng tiền, dùng số tiền này để làm gì? Để thanh toán nợ, để mua bán, để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Thì từ khi ra đời đến nay đó, tiền trải qua một loạt các hình thái từ thấp đến cao, như là tiền mặt hàng hóa nè, tiền quy ước, tiền qua ngân hàng. Thì tiền mặt hàng hóa chúng ta đánh dấu và xem thêm trong sách. Tiền quy ước tức là tiền mà chúng ta đang dùng ngày nay, tiền kim loại và tiền giấy mà chúng ta đang sử dụng ngày nay. Thì tiền kim loại và tiền giấy còn được gọi là tiền mặt. Người ta còn gọi là tiền mặt. Tôi thanh toán bằng tiền mặt, nghĩa là tôi thanh toán bằng tiền giấy và tiền kim loại. Sở dĩ nó có tên là quy ước là bởi vì chính phủ quy định đây là tiền. Chính phủ quy định đây là tiền và người dân chấp nhận nó làm phương tiện trung gian trong trao đổi. Thì tiền này được gọi là tiền quy ước. Khác với dạng tiền mặt hàng hóa, tức là thời thổ xa xưa người ta dùng hàng hóa để làm tiền. Người ta dùng một loại hàng hóa nào đó làm trung gian trong trao đổi và hàng hóa đó trở thành tiền. Tiền mặt thì có một số những bất tiện như chúng ta đã biết trong quá trình sử dụng, như là tiền thật, tiền giả, tiền thật nè. Rồi tiền rách, tiền lành, tiền mệnh giá lớn, mệnh giá nhỏ, vân vân. Và đặc biệt là nó cồng kềnh trong vận chuyển và nó nguy hiểm trong quá trình vận chuyển nữa. Cho nên những nhược điểm của tiền mặt được khắc phục bằng một loại tiền tiến bộ hơn rất nhiều mà ngày nay có lẽ là thế giới và chúng ta đang hướng thế giới đã và đang sử dụng, và chúng ta cũng vậy, đang từng bước tiếp cận với lại dạng tiền qua ngân hàng. Như vậy, một bước phát triển của dạng của hình thức tiền đó là tiền qua ngân hàng. Thì tiền qua ngân hàng có một số những hình thái như là chi phiếu, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng. Trước khi đi vào một ít chi tiết về các loại tiền này, vui lòng ghi chú cho tôi điều kiện, đánh dấu cho tôi điều kiện này nè. Muốn dùng tiền qua ngân hàng, anh A và anh B muốn thanh toán, muốn trao đổi bằng tiền qua ngân hàng thì trước hết phải có điều kiện là A và B đều phải mở tài khoản tại ngân hàng. Trước hết là A và B phải mở tài khoản tại ngân hàng. Rồi sau đó A đó nếu muốn thanh toán tiền cho B thì A trước đó phải gửi vào ngân hàng không kỳ hạn. Trước hết là cả A và B đều phải có tài khoản tại ngân hàng. Và bây giờ trong trường hợp A thanh toán cho B thì A phải gửi vào ngân hàng trước đó một khoản tiền và sau đó là trích ra một khoản để thanh toán cho B. Có lẽ phần này cũng không có gì phức tạp. Vì với những người đã từng đi làm thì chúng ta không xa lạ gì với hình thái tiền qua ngân hàng. Ví dụ đây là ngân hàng X. Đây là ngân hàng Y. Thì anh A đó, anh A mở tài khoản tại ngân hàng X và B mở tài khoản tại ngân hàng Y. Thì đây là tài khoản của A và B này. Đây là tài khoản của A mở tại ngân hàng X và anh B thì mở tài khoản tại ngân hàng Y. Hẳn nhiên không ai cấm là A và B mở tài khoản khác nhau tại cùng một ngân hàng. Nhưng mà để cho dễ nhìn thì tôi tách riêng ra. Nhưng mà đây là tài khoản của A và đây là tài khoản của B. Bây giờ A thanh toán cho B, nghĩa là A yêu cầu B trích một khoản tiền trong tài khoản của mình chuyển sang B. Nhưng mà muốn ngân hàng X
trích một phần tiền của mình sang thanh toán cho B đó, thì trước đó A phải có tiền gửi vào ngân hàng chứ. Vậy thì điều kiện là gì? A phải gửi tiền không kỳ hạn vào ngân hàng. Tại sao không kỳ hạn? Bởi vì A yêu cầu ngân hàng X này rút tiền của mình, trích một phần tiền trong tài khoản của mình chuyển sang tài khoản của B vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Vậy thì trước đó A phải gửi không kỳ hạn. Bởi vì nếu gửi có kỳ hạn thì nó phụ thuộc vào kỳ hạn. Cho nên là không thể yêu cầu ngân hàng trích tiền của mình sang B, sang tài khoản của B vào bất kỳ lúc nào. Như vậy khi giao dịch này mà thành công thì số dư trong tài khoản của A sụt giảm bao nhiêu thì số dư trong tài khoản của B sẽ tăng lên bấy nhiêu. Và chúng ta không thấy bóng dáng của tiền mặt. Như vậy chúng ta loại trừ được những yếu tố như là tiền giả, tiền thật, tiền rách, tiền lành, tiền chẵn, tiền lẻ, tiền mệnh giá lớn, mệnh giá nhỏ, và đặc biệt là chúng ta an toàn trong trong giao dịch chứ không phải là có nhiều nguy hiểm trong quá trình vận chuyển trong giao dịch như là khi chúng ta dùng tiền mặt. Tuy nhiên trong sách cũng có cẩn thận ghi là trừ trường hợp A muốn dùng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng tức là đang vay tiền qua ngân hàng. Mà nếu vay tiền qua ngân hàng thì không cần gửi trước tiền vào ngân hàng. Cho nên là A muốn thanh toán cho B mà dùng tiền của chính mình thì phải gửi vào ngân hàng trước đó một khoản không kỳ hạn. Còn nếu A dùng thẻ tín dụng thì không cần. Đó là điều kiện để sử dụng tiền qua ngân hàng giữa A và B. Thì có những hình thức nào thể hiện tiền qua ngân hàng ngày nay? Thì chúng ta thấy có các hình thức như là chi phiếu. Chi phiếu thì có lẽ ở Việt Nam chúng ta thấy không tồn tại nữa, nhưng mà trên thế giới thì vẫn còn. Chi phiếu ra đời đó giống như là một cuộc cách mạng thay thế cho tiền mặt. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì chi phiếu bộc lộ một loạt các nhược điểm. Thành ra ngày nay người ta dùng thẻ là phổ biến hơn. Thì có hai dạng thẻ phổ biến ngày nay. Thứ nhất là thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ hay còn gọi là thẻ debit. Tức là chúng ta đang dùng tiền của chính mình. Để phân biệt với lại thẻ tín dụng là chúng ta đang dùng tiền của ngân hàng. Thì chi phiếu và thẻ ghi nợ có một điểm giống nhau. Chúng ta đang dùng tiền của cá nhân. Còn thẻ tín dụng thì ngược lại, chúng ta đang dùng tiền của ngân hàng. Mà sử dụng tiền của ngân hàng nghĩa là đang vay tiền của ngân hàng, thì cái người sử dụng phải thanh toán tiền gốc và tiền lãi hàng tháng. Đó là sự khác biệt. Thì hai loại thẻ này giống nhau về hình thức, mà khác biệt nhau ở chỗ là một bên chúng ta đang dùng tiền của chính mình. Hết tiền thì cứ nạp thêm tiền vào. Nó giống như là điện thoại di động thuê bao trả trước. Cứ hết tiền chúng ta nạp thêm tiền vào, gửi thêm tiền vào ngân hàng thì chúng ta dùng tiếp thẻ này. Còn thẻ tín dụng thì giống như là điện thoại di động thuê bao trả sau. Tức là chúng ta dùng trước rồi chúng ta trả sau. Chúng ta dùng thẻ tín dụng này để mua hàng trước, tức là vay của ngân hàng để mua hàng trước. Rồi sau đó hàng tháng chúng ta thanh toán tiền gốc lẫn tiền lãi. Thì đó là các dạng tiền qua ngân hàng phổ biến ngày nay đối với là một cá nhân. Thì trong chương này có lẽ chúng ta tập trung cho tiền qua ngân hàng là chủ yếu, bởi vì nó có liên quan đến chính sách tiền tệ. Hẳn nhiên ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng không tách rời tiền mặt, bởi vì trong một nền kinh tế phát triển ngày nay, nền kinh tế của các nước Bắc Âu được đánh giá là rất phát triển, có lẽ là phát triển nhất trên thế giới đó. Nền kinh tế mạnh nhất là Mỹ, mà kinh tế phát triển nhất là Bắc Âu. Thì ở đó người ta vẫn xài tiền mặt. Cho nên là chúng ta cũng không tách rời tiền mặt, nhưng mà tập trung chủ yếu cho dạng tiền qua ngân hàng. Chúng ta xem các chức năng của tiền tệ. Phần này là đánh dấu xem thêm trong sách. Xem thêm trong sách lý thuyết. Các chức năng của tiền như là thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện tích trữ giá trị. Có lẽ quan tâm hơn đến phần tiếp theo là các thành phần của cung tiền. Các thành phần của cung tiền tệ. Cung tiền tệ hay còn gọi là khối tiền. Cung tiền hay còn gọi là khối tiền. Nếu tôi hỏi rằng là ở trong lớp đó, hiện nay lượng tiền là bao nhiêu, thì có lẽ thừa chúng ta có câu trả lời phổ biến là lấy lượng tiền mặt trong túi của mỗi sinh viên cộng lại.
thì ra được lượng tiền trong lớp hiện nay? Câu trả lời như vậy thì không phải là sai, nhưng mà không đầy đủ. Bởi vì ngoài tiền mặt, một sinh viên trong lớp còn có sổ tiết kiệm nữa, hay là còn có cổ phiếu, trái phiếu nữa. Như vậy thì nếu nói rằng là tiền trong lớp là bao nhiêu mà chúng ta chỉ nói là tiền mặt thì đó là còn còn thiết, còn thiếu, đúng không? Trong thực tế cũng vậy. Bây giờ chúng ta xét khối tiền của một nước thì đó là không chỉ là tiền mặt mà là còn những dạng tiền khác nữa. Tuy nhiên, cái khối tiền đầu tiên căn bản nhất thì vẫn là tiền mặt. Thành ra tôi đi vào khối đầu tiên là khối M0. M0 được gọi là cơ số tiền, ghi chú thêm một vài thuật ngữ thôi, hay còn gọi là tiền cơ sở, cơ số tiền, hay là tiền cơ sở, hay là tiền mạnh. Tiền cơ sở, tiền mạnh, cơ số tiền, tất cả những thuật ngữ này đều là giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Chúng đều là tiền mặt hết. Có điều người ta phân ra là tiền mặt ngoài ngân hàng. Tiền mặt ngoài ngân hàng. Ngoài ngân hàng là nằm ở đâu? Là nằm trong tay dân cư và doanh nghiệp. Tiền mặt ở trong túi của tôi và cả lớp và trong các doanh nghiệp cộng lại, đó chính là tiền mặt ngoài ngân hàng đó. Rồi cộng với tiền mặt dành cho dự trữ trong ngân hàng. Ngân hàng mà để là tiền mặt dứt khoát là dành cho dự trữ. Số này họ để lại càng ít càng tốt, bởi vì phần lớn số tiền họ muốn cho vay. Cho nên lấy tiền mặt ngoài ngân hàng cộng với lại tiền mặt dành cho dự trữ trong ngân hàng thì chúng ta có một khái niệm gọi là cơ số tiền. Như vậy cơ số tiền nói một cách nôm na dễ hiểu đó là lượng tiền mặt. Mà tiền mặt là gì? Là tiền giấy và tiền kim loại mà lúc nãy tôi đã ghi chú cho lớp. Tiền giấy và tiền kim loại tổng cộng lại ở trong lẫn ngoài ngân hàng thì chúng ta có cơ số tiền. Đây là khối tiền đầu tiên mà chúng ta tiếp cận. Tất nhiên là tiền mặt này là do ngân hàng trung ương in ra rồi. Ngân hàng trung ương in ra và phát hành ra ngoài thị trường. Thì toàn bộ lượng tiền mặt mà ngân hàng trung ương phát hành đó chính là cơ số tiền. Thì ngoài cơ số tiền chúng ta còn có tiền giao dịch được ký hiệu là khối M1. Những ký hiệu M0, M1 này là của ngân hàng thế giới đó. Khối M0. Bây giờ chúng ta có khối M1. Như vậy M1 là tiền giao dịch bao gồm gì trong đó? Thì tiền giao dịch bao gồm tiền mặt ngoài ngân hàng. Chúng ta giao dịch không chỉ là bằng tiền mặt đúng không? Mà chúng ta còn giao dịch bằng thẻ nữa. Cho nên ở đây chúng ta có tiền mặt ngoài ngân hàng CM cộng với là tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu. Chúng ta muốn dùng chi phiếu, lúc nãy tôi có ghi chú cho lớp là chi phiếu và thẻ ghi nợ giống nhau ở một điểm là chúng ta đang dùng tiền của chính mình. Mà muốn dùng tiền của chính mình để giao dịch thì chúng ta phải gửi không kỳ hạn vào ngân hàng. Cho nên cái khoản DM này là tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu. Cái thuật ngữ gốc của cụm từ DM này đó là thuật ngữ gốc này. Tôi giải thích thuật ngữ gốc một chút vì tôi muốn bổ sung thêm một chút. Thì trong cái từ gốc này đó, chúng ta thấy có từ check, check này nghĩa là chi phiếu đó. Còn chữ able này là có thể dùng được nè. Còn deposit là cái tiền gửi nè. Nhưng mà cái tiền gửi mà có thể dùng chi phiếu được thì chắc chắn là phải là tiền gửi không kỳ hạn rồi. Tuy nhiên ngày nay đó, chúng ta gửi không kỳ hạn không chỉ để dùng chi phiếu mà còn để dùng thẻ ghi nợ nữa, thẻ debit nữa. Hôm nay tôi có ghi chú nè. Chi phiếu và thẻ ghi nợ là chúng ta đang dùng tiền của chính mình. Mà muốn dùng tiền của chính mình thì trước đó phải gửi không kỳ hạn vào ngân hàng. Như vậy ngày nay chúng ta gửi không kỳ hạn không chỉ để dùng chi phiếu đúng không? Mà còn dùng thẻ ghi nợ. Cho nên chúng ta hiểu DM theo một nghĩa rộng là tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu và thẻ ghi nợ. Đó, tôi muốn giải thích thuật ngữ gốc, chúng ta dịch sát nghĩa gốc. Đó là tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu. Mà ngày nay phải hiểu theo một nghĩa rộng. Không chỉ để dùng chi phiếu mà còn dùng thẻ debit, tức là thẻ ghi nợ nữa. Thì đó chính là tiền giao dịch. Như vậy tiền giao dịch thì bao gồm tiền mặt ngoài ngân hàng cộng tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu và thẻ ghi nợ. Khối tiền giao dịch trong một nước rất là quan trọng. Chúng ta giao dịch hàng ngày bằng gì? Bằng tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn này. Thì ngoài khối M1, như lúc nãy tôi nói với cả lớp,
khối M1 vẫn chưa đủ bởi vì chưa tính tiền gửi tiết kiệm, cho nên chúng ta phải tính khối M2. Chúng ta có thêm một khối nữa là khối M2. Khối M2 thì bao gồm khối M1. Khối M2 thì bao gồm khối M1 cộng với tiền gửi có kỳ hạn. Tiền gửi có kỳ hạn đó là tiền gửi bằng đó là tiền gửi tiết kiệm đó. Như vậy tiền mặt chưa đủ, còn phải cộng thêm tiền gửi không kỳ hạn, rồi cộng thêm tiền gửi có kỳ hạn. M2 đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Bây giờ tôi có trái phiếu, cổ phiếu là sao? Trái phiếu, cổ phiếu là tiền chứ. Không phải là nếu không có tiền làm sao tôi có được trong tay một số tờ cổ phiếu, trái phiếu. Như vậy thì khối tiền trong một nền kinh tế là mang một nghĩa rất rộng. Chúng bao gồm nhiều dạng. Và đương nhiên là giá trị của chúng rất lớn, chứ không đơn thuần chỉ đóng khung trong tiền mặt. Và tôi mong muốn rằng là từ bắt đầu từ phần này trở về sau, chúng ta có một cái nhìn rộng hơn về tiền. Tiền trong nền kinh tế không chỉ là tiền mặt, mà còn ở tồn tại ở nhiều dạng khác nữa. Tôi minh họa bằng một vài con số sau đây, ở ngay trong sách. Chúng ta xem. Đây là khối tiền ở Mỹ năm 1992. Ở đây không quan trọng là 1992 hay là 2009 hay là 2010, mà chỉ là một cái sự minh họa thôi, tính bằng tỷ đô la. Chúng ta xem là tiền ở Mỹ đó, khối tiền ở Mỹ năm 1992 bao gồm những dạng tiền nào. Trước hết là tiền mặt trong lưu thông, tiền mặt trong dân cư và trong doanh nghiệp là 295 tỷ. Tiền gửi không kỳ hạn. Không kỳ hạn để làm gì? Để dùng chi phiếu và thẻ ghi nợ, 731 tỷ. Chứng tỏ rằng ở Mỹ năm 92 đó, tức là cách đây khá lâu đúng không? Cách đây gần 20 năm. Thì người dân Mỹ dùng tiền mặt ít hơn là xài thẻ và chi phiếu. Xài chi phiếu và thẻ lên đến 731 tỷ, còn tiền mặt chỉ có 295. Chúng ta thấy là 731 là hơn gấp 2 lần đúng không? So với tiền mặt trong lưu thông. Ở Việt Nam thì ngược lại. Chúng ta xài tiền mặt là chủ yếu, chúng ta xài thẻ rất ít. Còn nền kinh tế càng phát triển thì dân chúng xài tiền qua ngân hàng nhiều hơn là tiền mặt. Và ngược lại, một nền kinh tế kém phát triển thì người ta dùng tiền mặt nhiều hơn trong giao dịch so với lại xài thẻ. Xét du lịch cũng là chi phiếu đó, 8 tỷ. Như vậy, bám sát khái niệm thế nào là M1? M1 thì bao gồm tiền mặt ngoài ngân hàng, 295 đúng không? Cộng tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu và thẻ, hai số này cộng lại. Như vậy chúng ta có 1.034 tỷ. Như vậy khối M1 ở Mỹ là 1.034 tỷ. Tiền này chưa đủ bởi vì chưa tính tiền gửi tiết kiệm. Mà riêng tiền tiết kiệm ở Mỹ là một lúc bây giờ đó là 1.914 tỷ. Chúng ta thấy là gần gấp 2 lần M1. Cho nên nếu không tính lượng tiền này, rõ ràng là bỏ sót rồi. Rồi cộng thêm khoản quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ. Như vậy thì khối M2 ở Mỹ lên đến 3.489 tỷ. Khối tiền này đủ chưa? Chưa. Vì còn thiếu tiền gửi bằng trái phiếu, cổ phiếu, vân vân. Thì Ngân hàng Thế giới phân chia rất chi tiết khối M1, M2, M3, M4, M5 và khối L, khối D, tức là rất chi tiết. Và đương nhiên là tổng lượng tiền nó cộng lại sẽ rất lớn. Như vậy ví dụ này minh họa cho lớp thấy rằng khối tiền trong một nền kinh tế không chỉ là tiền mặt đúng không, mà còn tồn tại ở nhiều dạng khác. Tuy có nhiều khối tiền, nhưng trong chương trình kinh tế vĩ mô căn bản mà lớp đang theo dõi, có lẽ chúng ta chỉ dừng lại ở khối M2 thôi. Tức là nắm cho tôi thế nào là khối M0, thế nào là khối M1 và thế nào là khối M2. Rồi, bây giờ làm một câu trắc nghiệm sau đây nè. Chúng ta xem một câu trắc nghiệm sau đây. Lớp mở phần bài tập ra. Cố gắng suy nghĩ làm câu này. Tôi không giải đáp ngay. Và nếu không có ý kiến nào khác thì giống như lớp biết cách làm việc của tôi rồi đó. Nếu không có ý kiến nào khác cũng được, tôi chuyển sang câu khác, thậm chí trả lại phần lý thuyết. Bởi vì bắt buộc phải làm việc từ hai phía, không có làm việc một chiều, nó sẽ đơn điệu. Một người vừa chuyển 1 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi có thể viết xét. Lúc nãy tôi có ghi chú cho lớp thuật ngữ đúng không? Thuật ngữ này. Đây là tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu. Tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu. Và hiểu theo nghĩa rộng
là dùng chi phiếu và thẻ ghi nợ. Như vậy chúng ta có 3 khối tiền M0, M1, M2, trong đó từng thành phần một tôi đã giải thích. Thì người ta hỏi là M1, M2 tăng giảm. Không cách nào chúng ta trả lời được nếu không hiểu được thế nào là khối M1, thế nào là khối M2. Như vậy bài tập trước mặt, đồng thời mở tài liệu về lý thuyết ở trước mặt để xem M1 là gì, M2 là gì, và sau đó suy nghĩ và chọn dùm cho tôi xem câu trả lời nào là câu trả lời đúng. Sinh viên nào có câu trả lời cứ tự động bật micro lên và cho tôi biết ý kiến. Dạ thưa thầy, em chọn câu C là câu đáp án đúng không? Bao giờ cũng vậy, một câu chọn kèm theo lời giải thích. Nếu Dạ không thầy, thì tôi sẽ không chấp nhận. tính cái lượng cái M2 này là cái không thay đổi. Còn cái M1 là cái tiền tính được tính là tiền mặt. M1 đâu phải là tiền mặt. Tức là nó gồm cái tiền gồm cái tiền tiền gửi không kỳ hạn và cái tiền ngoài ngân hàng có, nhưng mà đây mình chỉ tính cái tiền gửi trong ngân hàng đó. Rồi, tôi muốn có một ý kiến khác. Ý kiến thứ nhất chọn là câu C. Với lời giải thích cũng không rõ ràng lắm đúng không? Không rõ ràng lắm và cũng không có thuyết phục nhiều lắm. Câu trả lời rõ ràng thì phải có một cái sự thuyết phục người nghe. Trong trắc nghiệm chúng ta chọn bất kỳ một câu nào. Nhưng mà nếu chọn may rủi thì hôm qua tôi có dịp nói với lớp đó. Nếu như chúng ta chọn may rủi thì cái rủi sẽ nhiều hơn cái may là chắc chắn rồi đó. Cho nên là tôi muốn có một ý kiến khác, một câu trả lời khác. Hẳn nhiên câu trả lời khác vẫn có thể là câu C, nhưng mà đưa ra lập luận sao cho nghe thuyết phục hơn. Em có đáp án là câu D, vì M1 á là tiền giao dịch mà thầy nghe không ạ? Tôi đang lắng nghe đây. Vì M1 là tiền giao dịch, mà tiền giao dịch là gồm tiền mặt ngoài ngân hàng và tiền gửi có thể viết xét, tiền gửi không kỳ hạn. Còn M2 thì bằng cái M1 cộng lại tiền gửi có kỳ hạn, nên chọn câu D. Như vậy đâu có gì đâu giải thích. Em vừa giải thích em một là gì, em hai là gì, sau đó là chọn câu D. Vậy đâu có dính dáng nữa bạn đến câu 10. Thì mình chuyển 1.000.000 từ tài khoản tiết kiệm. Tài khoản tiết kiệm á, là mình tài khoản nó phải có kỳ hạn, nó bao gồm nằm trong M2. Sang cái M1 thì khi chuyển 1.000.000 đó thì M1 là tiền gửi không kỳ hạn nó sẽ tăng lên, mà M2 thì bằng M1 thì tiền giao dịch tổng lại tiền gửi có kỳ hạn, nên M2 không thay đổi. Rồi, ta nghe được rồi. Đó chính là đó chính là đáp án và đó cũng chính là cách giải thích. M2 thì bao gồm M1 cộng tiền gửi có kỳ hạn, tức là tiền gửi tiết kiệm đó. Mà M1 bao gồm gì? Tiền mặt ngoài ngân hàng cộng tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu và thẻ ghi nợ. Nãy giờ tôi nhắc lại khá nhiều lần đúng không? 4-5 lần, thậm chí còn hơn nữa. Cái thuật ngữ gốc đó là tiền gửi có kỳ hạn có để dùng chi phiếu, xét là chi phiếu này. Nhưng chúng ta ngầm hiểu tâm nghĩa rồi, hiểu theo một nghĩa rộng ngày nay là tiền gửi không kỳ hạn để dùng chi phiếu và thẻ ghi nợ, là thẻ debit đó. Cộng tiền gửi tiết kiệm. Bây giờ người này chuyển
1 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi có thể viết xét. Tức là chuyển từ đây sang đây. Chuyển bao nhiêu? Chuyển 1 triệu. Nó chuyển 1 triệu thì đương nhiên là tài khoản tiền gửi, tài khoản tiết kiệm nó giảm 1 triệu. Còn tài khoản là tăng lên 1 triệu. Vậy thì nếu tăng lên 1 triệu thì làm cho M1 rõ ràng tăng lên 1 triệu. Tăng lên đúng 1 triệu. Cái này không đổi. Cái tiền mặt ngoài ngân hàng không đổi. Chỉ có trích từ đây sang đây. Thành ra là M1 tăng. M1 tăng 1 triệu. Nhưng mà tài khoản thì gửi tiết kiệm giảm đúng 1 triệu. Thành ra tính ra M1 ngang, M2 không đổi. Vì vậy đáp án đúng, đó là câu D. Theo cách giải thích của em sinh viên vừa rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy được là nắm được khối M1 là gì, khối M2 là gì. Thì chúng ta dễ dàng chọn được câu trả lời. Còn nếu không nắm M1, M2 thì rất khó giải thích. Bởi vì không biết là cái tiền này chuyển từ đâu sang đâu, chuyển bao nhiêu, lượng nào tăng, lượng nào giảm. Rồi trở lại với lại phần lý thuyết. Như vậy chúng ta có một câu minh họa. Người ta không hỏi lý thuyết M1 là gì, M2 là gì, mà thường là người ta hỏi là dựa trên cơ sở M1, M2 là gì, thì đưa ra một số tình huống và chúng ta sẽ chọn câu trả lời. Đó là ba khối tiền trong một nền kinh tế. Rồi chúng ta qua một điểm nữa là hệ thống ngân hàng. Ngày nay một hệ thống ngân hàng hiện đại áp dụng cho bất kỳ một nền kinh tế nào thì cũng bao gồm trong đó là ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương trong một nước chỉ có một ngân hàng trung ương thôi. Thì ngân hàng trung ương có nhiều chức năng đó, và một trong những chức năng đó là điều tiết lượng tiền trong lưu thông để làm thay đổi mức giá chung và sản lượng. Điều tiết lượng tiền trong lưu thông để làm thay đổi mức giá chung và mức sản lượng quốc gia. Điều tiết có nghĩa là làm thay đổi đó, hoặc là làm tăng hoặc là làm giảm. Còn cái hệ thống ngân hàng thứ hai đó, loại ngân hàng thứ hai là ngân hàng trung gian. Tức là trong một nền kinh tế chỉ có một ngân hàng trung ương thôi, và dưới ngân hàng trung ương này là hệ thống các ngân hàng trung gian. Sở dĩ ngân hàng này có tên gọi là trung gian là bởi vì nó là trung gian, hay là nó là cầu nối giữa người có nhu cầu vay tiền và người có tiền nhàn rỗi trong dân cư. Người có tiền nhàn rỗi thì gửi tiền qua ngân hàng, và người khác có nhu cầu vay tiền thì ngân hàng này sẽ đứng giữa để làm động tác đó, huy động tiền gửi của người khác và cho người khác vay. Cho nên người ta nói rằng là ngân hàng trung gian có hai chức năng. Thứ nhất là kinh doanh tiền tệ. Kinh doanh tiền tệ nghĩa là huy động tiền gửi tiết kiệm. Huy động tiền gửi tiết kiệm là huy động tiền nhàn rỗi từ dân cư và cho vay cho những người, cho dân cư vay lại cho nhà đầu tư, cho nhà sản xuất vay. Và chức năng thứ hai là đầu tư. Đầu tư tức là ngân hàng trung gian này có thể góp vốn, hùn vốn với lại các doanh nghiệp khác để thực hiện các dự án đầu tư. Một bên là cho các doanh nghiệp khác vay tiền, cho các nhà đầu tư vay tiền. Và chức năng đó là kinh doanh tiền tệ. Còn chức năng đầu tư là góp vốn cùng với các doanh nghiệp khác để đầu tư. Chúng ta xem ở cuối chương này đó, trong sách lý thuyết, tôi nhớ có một câu, trắc nghiệm. Đây, ví dụ chức năng của ngân hàng trung gian là, nếu ai không có sách chúng ta có thể nhìn lên bảng. Chức năng của ngân hàng trung gian là kinh doanh tiền tệ và đầu tư. Câu A đương nhiên là đúng rồi, tại vì nó vừa đề cập đến kinh doanh tiền tệ nè, nó vừa đề cập đến đầu tư. Câu B, huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư và cho vay. Đúng rồi, đây là chức năng kinh doanh tiền tệ. Câu C, một ngân hàng trung gian đó thì kích thích các hộ gia đình gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn. Năm 2008 cũng như cuối năm 2010 vừa qua và đầu năm 2011 hiện nay, chúng ta thấy là một khi lãi suất tiết kiệm tăng cao thì người dân có xu hướng đưa tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Chúng ta được hấp dẫn, được kích thích bởi lãi suất tiết kiệm cao, cho nên là chúng ta sẽ đưa tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Như vậy câu C là đúng, bởi vì nó thuộc về chức năng kinh doanh tiền tệ của ngân hàng trung gian. Câu D,
kích thích người có nhu cầu vay tiền vay nhiều hơn. Có lẽ một ngân hàng thì không có gì mong muốn hơn là người ta đến vay tiền của mình, bởi vì khi ngân hàng cho vay được thì ngân hàng mới có được lợi nhuận. Vậy câu D không sai. Tuy nhiên câu B, C và D đó, ba câu này nó chỉ đề cập được đến một chức năng thôi, đó là kinh doanh tiền tệ. Trong khi đó ngân hàng trung gian ngoài chức năng kinh doanh tiền tệ còn có cả chức năng đầu tư nữa. Cho nên đáp án đúng đó là câu A. Tất cả các câu trên đều đúng, nhưng mà đúng nhất là câu A, vì nó đề cập luôn đã đề cập được cả hai chức năng, kể cả kinh doanh tiền tệ lẫn đầu tư. Đó là hệ thống ngân hàng ngày nay, bao gồm một ngân hàng trung ương và dưới ngân hàng trung ương là hệ thống các ngân hàng trung gian. Trở lại với lại phần lý thuyết, chúng ta xem cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian. Đây có lẽ là phần quan trọng trong phần đầu của chương này. Tức là chúng ta xem một ngân hàng đó làm cách nào để tạo ra được tiền. Ví dụ tôi là ngân hàng trung ương, tôi in ra được 10 triệu và tôi giao cho lớp này 10 triệu. Như vậy thì lượng tiền sau khi nhận được tiền từ tôi là 10 triệu đó, thì lớp này sẽ tạo ra được một lượng tiền lớn hơn bao nhiêu? Hay chỉ là 10 triệu? Câu hỏi đặt ra là như vậy. Tôi là ngân hàng trung ương, tôi giao cho lớp 10 triệu. Vậy thì 10 triệu đồng này, lớp này đó sẽ tạo nên một số tiền lớn hơn hay chỉ là chừng đó? Trong thực tế rõ ràng chúng ta thấy số thực tế sẽ là số lớn hơn nè. Bây giờ anh A đưa cho anh B mượn 1 triệu. Anh B dùng số tiền này để mua hàng. Anh B là mua hàng đó, thì số tiền này là biến thành thu nhập của người khác. Rồi người khác lại dùng số tiền này để giao dịch. Nhưng mà chúng ta hình dung rằng là chắc chắn rằng tổng lượng tiền giao dịch nó sẽ lớn hơn lượng tiền mặt ban đầu. Và đó cũng chính là ý tưởng của phần trình bày này. Tức là xuất phát từ một lượng tiền ban đầu. Tiền ban đầu chắc chắn là tiền mặt rồi. Cả lớp hình dung như vậy. Đây là hệ thống các ngân hàng trung gian. Đây là lượng tiền đầu vào và đây là lượng tiền đầu ra. Đây là hệ thống các ngân hàng trung gian. Bây giờ có một lượng tiền mặt mà ngân hàng trung ương in ra, chỉ có ngân hàng trung ương thì mới được in tiền mặt thôi. Bây giờ một lượng tiền mặt được đưa vào trong hệ thống ngân hàng trung gian này, thì hệ thống này bắt đầu đi vào vận hành. Tức là họ dùng số tiền này để cho vay như thế nào đó không biết. Kết quả là lượng tiền đầu ra được tạo ra. Đây là lượng tiền đầu ra. Lượng tiền mặt, hay chúng ta còn hiểu đó là lượng tiền đầu vào. Tiền đầu vào dứt khoát phải là tiền mặt rồi. Không thể khác được tiền mặt. Cho nên là ghi tiền đầu ra hay là tiền mặt cũng như nhau. Tiền đầu vào. Như vậy đây là tiền đầu vào hay là tiền mặt. Thì ngân hàng này hoạt động tạo ra lượng tiền đầu ra bao nhiêu đó. Ví dụ cụ thể nè, nếu như có 1 triệu đồng tiền mặt được đưa vào hệ thống ngân hàng, thì hệ thống ngân hàng này sẽ tạo ra một lượng tiền bao nhiêu? Nếu hệ thống này cũng chỉ tạo ra 1 triệu, thì hay nhất là tôi và cả lớp nên bỏ hệ thống này đi. Chúng chẳng có tác dụng gì đối với nền kinh tế. 1 triệu đồng tiền mặt bơm vào hệ thống này, cuối cùng hệ thống này vận hành sau đó không biết, lượng tiền đầu ra cũng đúng là 1 triệu. Như vậy hệ thống này nếu mà tồn tại một cách có ý nghĩa, có một tác dụng nhất định đối với nền kinh tế, thì chúng phải tạo nên một bộ số lớn hơn 1. 1 này nghĩa là 1 lần đó. Mà nếu chúng tạo nên một bộ số lớn hơn 1, thì lấy 1 triệu đồng tiền mặt này mà nhân với lại bộ số nào đó lớn hơn 1, thì lượng tiền đầu ra của chúng ta sẽ tính được là trên 1 triệu. Như vậy tôi lấy ví dụ bộ số này là bằng 2 đi. Ngân hàng trung ương in 1 triệu tiền mặt, kết quả tổng lượng tiền trong nền kinh tế lên đến 2 triệu. Chứng tỏ rằng là tiền mặt chỉ 1 triệu thôi, chúng ta đếm được đúng. Tôi lấy ví dụ là 2 tờ 500 ngàn hoặc là 10 tờ 100 ngàn. Vậy mà tiền giao dịch trong nền kinh tế nó lên đến 2 triệu. Thì chứng tỏ rằng là hệ thống ngân hàng trung gian đã tạo nên một số tiền lớn hơn ban đầu. Đó chính là cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian. Đó, cả lớp nắm ý tưởng cho tôi là vậy. Bây giờ để cụ thể hóa ý tưởng này, chúng ta theo dõi bản sau đây.
mà tôi cho rằng là cố gắng nắm bắt, vì cái bảng sau đây sinh viên trong lớp mà nắm được, tôi cho rằng là có lẽ dưới 50%, ở dưới nửa lớp bảng này nè, 100% theo dõi, nhưng mà giỏi lắm là 50% nắm được. Thì lý do tại sao tôi sẽ nói, chúng ta cố gắng nắm bắt từ đầu thì có lẽ là theo dõi không có quá khó khăn. Để theo dõi cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian đấy, chúng ta xuất phát từ khái niệm dự trữ. Từ khái niệm dự trữ, tôi lấy ví dụ anh A, anh gửi 1 triệu đồng tiền mặt vào một ngân hàng trung gian, tôi gọi là ngân hàng trung gian 1. Tên ngân hàng trung gian này là 1, hay là XYZ gì đó, XY. Bây giờ khi mà nhận được tiền mặt của anh A đó, thì đầu tiên là ngân hàng trung gian này nè phải trích ra một số tiền để làm dự trữ theo yêu cầu của ngân hàng trung ương. Tôi lấy ví dụ dự trữ này là trích ra 30.000 đồng để làm dự trữ. Như vậy 30.000 đồng này là theo yêu cầu của ngân hàng trung ương, thành ra người ta gọi là dự trữ bắt buộc. Bắt buộc nghĩa là ngân hàng trung ương yêu cầu ngân hàng trung gian này phải thực hiện. Thì số này đó không để lại tại ngân hàng trung gian, mà nó được đưa về ngân hàng trung ương. Dự trữ bắt buộc đó không để lại tại ngân hàng trung gian, mà được đưa về ngân hàng trung ương. Đưa về đâu? Đưa về cái quỹ dự trữ bắt buộc đặt tại ngân hàng trung ương. Như vậy ngân hàng trung gian này lấy tiền đâu để trả cho khách hàng? Khi mà khách hàng có nhu cầu rút tiền, vậy thì ngân hàng này tiếp tục phải trích thêm một số tiền nữa. Tôi lấy ví dụ là 70.000. Trong số 1 triệu này đó, trích tiếp 70.000 để làm dự trữ dư thừa. Ngoài số bắt buộc mà trích thêm, thì số đó người ta gọi là dự trữ dư thừa hay là dự trữ tùy ý. Hai thuật ngữ này đều được sử dụng song song. Ngoài số bắt buộc mà trích thêm, thì số đó người ta gọi là dự trữ dư thừa. Nhưng mỗi ngân hàng tùy ý trích theo khả năng tài chính của mình. Như vậy có ngân hàng trích 70.000, có ngân hàng trích 50.000, có ngân hàng trích 80.000, tùy ý. Thì đương nhiên là dự trữ dư thừa này nó để lại tại ngân hàng trung gian rồi. Bởi vì đây là phần mà ngân hàng trung gian chủ động trích ra để đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng. Thì đồng sách có ghi. Vậy thì lấy dự trữ bắt buộc cộng với lại dự trữ dư thừa thì chúng ta có một khái niệm gọi là dự trữ chung. Dự trữ chung hay là tổng dự trữ là 100.000. Đó, như vậy tổng dự trữ hay là dự trữ chung thì bao gồm dự trữ bắt buộc và dự trữ dư thừa. Tất nhiên, tất cả những khoản dự trữ này đều là tiền mặt hết. Đã nói đến dự trữ thì chúng ta phải nói về tiền mặt. Cho nên lúc nãy trong các khối tiền đó, không biết là có sinh viên nào lưu ý không? Mà tôi đã nhắc trước rồi. Cơ số tiền là tiền mặt. Tiền mặt ở đâu? Ngoài ngân hàng. Và thứ hai là tiền mặt ở đâu? Nằm trong ngân hàng. Mà tiền mặt trong ngân hàng là tiền mặt tồn tại dưới dạng dự trữ. Như vậy cơ số tiền là tiền mặt kể cả trong ngân hàng lẫn ngoài ngân hàng. Có điều tiền mặt mà trong ngân hàng đó là tiền mặt dành cho dự trữ. Bởi vì tiền còn lại ngân hàng cho vay. Như vậy thì nói đến tiền dự trữ chắc chắn phải là tiền gì? Phải là tiền mặt. Chắc chắn phải là tiền mặt. Lớp thấy là những phần lý thuyết nó có liên kết với nhau rất chặt chẽ. Xét về tỷ lệ thì chúng ta cứ lấy số tiền này chia cho số tiền gửi khách hàng. Ví dụ ở đây tôi lấy 30.000 đồng. Lấy 30.000 đồng. Và so với lại 1 triệu đồng mà khách hàng gửi thì tỷ lệ này là bao nhiêu phần trăm? Là 3%. Tương tự như vậy, tỷ lệ dự trữ dư thừa là 7%. Vậy thì tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Tỷ lệ là tính bằng phần trăm, còn dự trữ là tính bằng tiền mặt. Nói tóm lại, khi anh A anh gửi 1 triệu tiền mặt vào ngân hàng trung gian 1, thì ngân hàng trung gian 1 này sẽ trích ra 3% để làm dự trữ bắt buộc. Thì 3% này nó sẽ tương đương với lại 30.000 đồng trong 1 triệu nha. Và ngân hàng này trích ra 7% để làm dự trữ dư thừa. 7% của 1 triệu tức là 70.000. Nói một cách khác là ngân hàng trung gian này đã trích ra tổng cộng là 10% để làm dự trữ, tức là 100.000 đồng để làm dự trữ chung. Đó, chúng ta tiếp cận vấn đề thứ nhất trong quá trình tạo ra tiền của ngân hàng trung gian xuất phát từ dự trữ. Sau khi nắm được thế nào là dự trữ, chúng ta xem có những giả định nào ràng buộc để theo dõi cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian.
chúng ta chấp nhận ba giả định sau đây. Trước hết là tỷ lệ dự trữ chung đó, xem như là giống nhau ở các ngân hàng trung gian. Thật ra làm sao giống nhau được? Mỗi ngân hàng có một dự trữ tùy ý khác nhau, cho nên không thể giống nhau ở các ngân hàng được. Tuy nhiên, để cho bài toán trở nên đơn giản, chúng ta xem như là giống nhau. Đó là một giả định thôi. Cái thực tế là mỗi ngân hàng có một tỷ lệ dự trữ chung khác nhau, bởi vì trong đó có phần dự trữ tùy ý. Giả định thứ hai là mọi người không dùng tiền mặt để giao dịch. Đây là một giả định rất lý tưởng. Có lẽ đây là một xã hội mà đây là nền kinh tế mà nhiều quốc gia hướng đến, không biết bao giờ mới đạt được, mà họ sẽ hướng đến. Làm cách nào để cho mọi người không còn dùng tiền mặt để giao dịch nữa? Tất cả đều dùng tiền qua ngân hàng. Dùng tiền qua ngân hàng thì chính phủ mới kiểm soát được lượng tiền qua ngân hàng. Và do đó chính phủ không bị thất thu thuế. Hẳn nhiên, để đạt được đến mức này có lẽ là còn rất lâu nữa. Thành ra người ta gọi đây là giả định lý tưởng đó. Lý tưởng là vậy, tức là nó chưa thể đạt được trong thực tế hiện nay đâu. Mà chúng ta xem là trong điều kiện lý tưởng như vậy thì lượng tiền tạo ra được là tối đa là bao nhiêu. Muốn giao dịch mà không dùng tiền mặt, bắt buộc chúng ta phải dùng tiền qua ngân hàng. Và lớp cùng tôi nhớ lại lúc nãy điều kiện nào để dùng tiền qua ngân hàng. Muốn dùng tiền qua ngân hàng, chúng ta phải mở tài khoản tại ngân hàng. Và sau đó là gửi vào ngân hàng không kỳ hạn. Nếu như chúng ta muốn dùng chi phiếu hay là thẻ thanh toán. Thẻ thanh toán chính là thẻ ghi nợ đó. Cố gắng nắm bắt cho tôi điều kiện này. Bởi vì nó có liên quan đến điều kiện dùng tiền qua ngân hàng mà chúng ta đã thấy lúc nãy. Giả định thứ ba là ngân hàng trung gian đó cho vay hết lượng tiền gửi của khách hàng sau khi trừ đi phần dự trữ chung. Lúc nãy anh A đó, anh gửi 1 triệu đồng vào ngân hàng, ngân hàng trích ra 100 ngàn. Như vậy thì ngân hàng này cho vay, có khả năng cho vay 900 đúng không? Lấy 1 triệu này trừ 100 ngàn này, như vậy ngân hàng này có thể cho vay 900. Và giả định thứ ba này người ta cho biết là ngân hàng cho vay hết số tiền này. Tôi có thể cho vay 900 ngàn và tôi cho vay hết được 900 ngàn. Đây cũng là một giả định lý tưởng. Bởi vì không phải ngân hàng nào cũng cho vay hết được lượng tiền gửi của khách hàng sau khi trừ đi phần dự trữ chung. Mà chúng ta biết rằng là ngân hàng không bao giờ muốn để lại dự trữ càng nhiều, không bao giờ muốn để lại dự trữ nhiều. Bởi vì cái tiền dự trữ mà để lại tại ngân hàng nó không có sinh lợi. Cái tiền mà sinh lợi là tiền cho vay đó. Cho nên đây cũng là một giả định lý tưởng. Thì chúng ta xem là trong điều kiện lý tưởng như vậy thì lượng tiền được tạo ra tối đa là bao nhiêu, xuất phát từ một lượng tiền mặt ban đầu. Rồi cố gắng theo dõi bản sau đây mà tôi đã nói trước với lớp rằng là cái số lượng sinh viên hiểu được chỉ nửa lớp. Các con số không khó hiểu, những số này chúng ta nhìn vào chúng ta hiểu, nhưng mà hiểu một cách chi tiết. Thành ra là nếu chúng ta ý thức được như vậy thì tôi nghĩ là mức độ theo dõi sẽ khác đi. Chúng ta có các cột sau đây. Trước hết là tên của ngân hàng trung gian. Thứ hai là tiền gửi của khách hàng. Tiền gửi mới đó. Tiền gửi mới của khách hàng. Ký hiệu là DM. Dự trữ chung. Ký hiệu là RM. Dự trữ là tính bằng tiền mặt nè. Tỷ lệ là tính bằng phần trăm. Còn dự trữ tính bằng tiền mặt. Đây là tiền cho vay từ các ngân hàng trung gian. Tiền cho vay từ các ngân hàng trung gian. Lấy lượng tiền gửi của khách hàng mà trừ đi dự trữ thì chắc chắn đó là tiền cho vay rồi. Và xuất phát điểm là 1 triệu. Anh A, anh gửi vào ngân hàng trung gian 1 triệu tiền mặt. Chúng ta quan tâm đến số này nè. Đây là số đầu tiên mà chúng ta tiếp cận. Giống như là trường hợp ngân hàng trung ương đó, in ra đúng 1 triệu tiền mặt. Không hơn. 10 tờ giấy 100 ngàn. Rồi bây giờ nền kinh tế làm gì với 10 tờ giấy 100 ngàn này? Thì ngân hàng này đó trích ra một số tiền để làm dự trữ. Chúng ta bắt đầu áp dụng giả định thứ nhất. Tỷ lệ dự trữ chung xem như là giống nhau là 10%. Tỷ lệ dự trữ chung tôi ký hiệu là D nhỏ là 10%. Như vậy ngân hàng này nhận được tiền gửi của anh A là 1 triệu. Trích ra 10% tức là 100 ngàn để làm dự trữ chung. Và sẵn sàng cho vay bao nhiêu? 900 ngàn. Áp dụng giả định 3. Giả định 3 là gì? Là ngân hàng trung gian này cho vay hết lượng tiền gửi của khách hàng. Cho vay hết. Tức là ngân hàng này có 900 ngàn đồng và cho vay được hết. Tức là có người vay không? Đúng không? Cho vay hết nghĩa là có người vay. Như vậy có một anh B nào đó, anh vay 900 ngàn đồng của ngân hàng 1.
Anh B anh vay để làm gì? Anh vay để anh giao dịch. Giao dịch là gì? Thanh toán nợ, mua bán hàng hóa, vân vân. Có điều anh giao dịch không bằng tiền mặt. Chúng ta áp dụng gia đình 2 này. Anh B này anh vay 900.000 đồng của ngân hàng 1 để giao dịch, nhưng mà không giao dịch bằng tiền mặt, mà anh muốn giao dịch bằng thẻ ghi nợ hay là chi phiếu. Như vậy anh muốn giao dịch bằng thẻ ghi nợ hay là chi phiếu thì trước hết anh phải mở tài khoản tại một ngân hàng bất kỳ. Anh vay của ngân hàng 1, anh hoàn toàn có thể mở tài khoản tại ngân hàng 1 được. Nhưng mà để cho dễ nhìn, ở đây tách riêng ra. Như vậy anh B anh mở tài khoản, anh vay của ngân hàng 1, anh muốn dùng tiền qua ngân hàng thì anh mở tài khoản tại ngân hàng 2. Tôi nhắc lại, anh B có thể mở tài khoản tại một ngân hàng bất kỳ, ngay tại ngân hàng 1 cũng được. Nhưng mà để cho dễ nhìn, chúng ta tách riêng thôi. Như vậy anh mở tài khoản tại ngân hàng 2 và anh gửi vào ngân hàng 2 số tiền này dưới dạng không kỳ hạn. Anh gửi không kỳ hạn là vì anh muốn xài chi phiếu hoặc là thẻ thanh toán thì buộc lòng phải gửi không kỳ hạn. Như vậy thì ngân hàng 2 đó nhận được tiền gửi mới của anh B này là 900.000. Lớp thấy bắt đầu phát sinh đúng không? Lúc đó từ 1 triệu. 1 triệu. Đây 900.000. Lưu ý một chút, hai con số này khác nhau hoàn toàn về ý nghĩa. Hai số này nè. Về con số thì giống nhau. 900 900. Nhưng mà số này nè là cái số mà ngân hàng này sẵn sàng cho vay. Mà cho vay được hay không đâu có biết. Tôi sẵn sàng cho lớp này vay 900.000 mà chưa chắc có sinh viên nào vay tiền của tôi. Cho nên nếu mà cho vay được đó thì lúc này nó mới được ghi ở trong cột này. Anh B anh mở tài khoản tại ngân hàng 2 và anh gửi vào ngân hàng 2 số tiền này. Vậy thì chứng tỏ rằng ngân hàng 1 đã cho vay hết số này, tức là đã cho vay được 900.000. Như vậy một bên là số sẵn sàng cho vay, có khả năng cho vay, một số là đã cho vay được, khác nhau hoàn toàn. Và số cho vay được thì mới tạo nên lượng tiền trong nền kinh tế. Như vậy lớp thấy là lượng tiền gửi mới phát sinh là 900.000. Mới hai ngân hàng chúng ta đã có được 1 triệu chín rồi. Lấy 1 triệu cộng 900.000, chúng ta ra 1 triệu chín. Lập luận tương tự. Ngân hàng 1, ngân hàng 2 nhận được tiền gửi của anh B là 900.000. Trích ra 10% để làm dự trữ và sẵn sàng cho vay 8-10.000. Lập luận tương tự. Có một anh C nào đó anh vay 8-10.000 để giao dịch. Có điều anh không giao dịch bằng tiền mặt. Như vậy anh phải mở tài khoản tại một ngân hàng bất kỳ. Ví dụ có thể là ngân hàng 1, là ngân hàng 2, 3, 4 gì đó, vân vân. Ở đây giả định rằng anh mở tài khoản tại ngân hàng 3. Anh mở tài khoản tại ngân hàng 3 và vì anh muốn dùng chi phiếu hay là thẻ thanh toán thì anh phải gửi không kỳ hạn vào ngân hàng 3. Cho nên ngân hàng 3 nhận được tiền gửi mới của anh C là 810.000 đồng. Tiếp tục trích ra 10% làm dự trữ chung và sẵn sàng cho vay 709. Lập luận tương tự, chúng ta có 729. Cái số giao dịch phát sinh sẽ là vô tận. Có anh C này vay, anh D vay, rồi anh E vay, F vay. Và chúng ta lập luận tương tự, tức là vay nhưng mà không giao dịch bằng tiền mặt. Thì buộc lòng phải mở tài khoản và gửi không kỳ hạn vào một ngân hàng bất kỳ. Số lượng giao dịch này lớp sao đếm được? Vô số giao dịch. Số lượng ngân hàng thì đếm được, mà số lượng giao dịch thì vô số, không đếm được. Hay nói cách khác là chúng ta có một cái chuỗi vô tận các giao dịch. Ba chấm, chữ vô tận. Và bằng một thuật toán, người ta tính ra được số này là 10 triệu. Thuật toán này có ghi trong sách lý thuyết. Như vậy, số lượng giao dịch là vô tận, vẫn có thể có cách ước tính, và kết quả ra 10 triệu. Do đó chúng ta nhận xét gì về con số 10 triệu này, xuất phát từ 1 triệu đồng ban đầu? Chúng ta xem, xuất phát từ 1 triệu đồng ban đầu, vẫn phải tôi lưu ý với lớp. Anh gửi vào 1 triệu tiền mặt thôi. Kết quả cuối cùng là tổng lượng tiền tạo ra bao nhiêu? 10 triệu. Nói cách khác là lượng tiền được đẩy lên gấp 10 lần nhiều hơn. Thì đó chính là cách tạo ra tiền. Đây chính là cách tạo ra tiền của hệ thống ngân hàng trung gian. Xuất phát từ 1 triệu ban đầu, nó phát sinh là 900.000 tiền gửi mới của anh B. Phát sinh 810.000 tiền gửi mới của anh C, vân vân. Và chúng ta cộng lại chúng ta có 10 triệu. Đây là một con số mà theo tôi rất có ý nghĩa. Rất có ý nghĩa. Ý nghĩa như thế nào? Cả lớp hình dung. Ngân hàng trung ương đó muốn tạo nên một lượng tiền giao dịch trong giao dịch. Muốn tạo nên một lượng tiền giao dịch trong nền kinh tế là 10 triệu. Nhưng mà ngân hàng trung ương đâu có cần in ra 10 triệu. Chỉ cần in ra 1 triệu thôi. Chỉ cần in 1 triệu tiền mặt đưa vào hệ thống ngân hàng trung gian này.
hệ thống ngân hàng trung gian này vận hành và tạo nên một lượng tiền là 10 triệu. Ngân hàng trung ương muốn tạo nên một lượng tiền là 1.000 tỷ đồng thì đâu nhất thiết phải in ra 1.000 tỷ đồng tiền mặt, phải in ra một số nào đó dưới 1.000 tỷ, bởi vì chính hệ thống ngân hàng trung gian này tạo nên một lượng tiền gấp nhiều lần hơn. Rồi đến đây tôi đặt ra câu hỏi với lớp rồi. Câu hỏi này có lẽ chỉ lắng nghe lúc nãy giờ, lắng nghe quá trình mà tôi diễn giải phần này mới trả lời được, nếu không thì tôi nghĩ rằng khó trả lời đó. Anh A, anh gửi vào ngân hàng trung gian này 1 triệu tiền mặt, rồi hệ thống này vận hành, cuối cùng tạo nên một lượng tiền là 10 triệu. Như vậy theo lớp đó, 1 triệu tiền mặt, cụ thể nè, là 10 tờ giấy 100 ngàn, mà anh A, anh đưa vào ngân hàng trung gian 1, cuối cùng nó đi về đâu? Nhắc lại câu hỏi, 1 triệu đồng tiền mặt của anh A cuối cùng đi về đâu trong cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian này? Tôi đưa cho lớp 1 triệu đồng thì cuối cùng theo nguyên tắc nó vẫn còn 1 triệu, không mất đi đâu được. Có điều là nó tồn tại ở dạng nào, nó nằm trong đâu, không thể mất được. Nhưng mà lúc này nó không còn là cái số ban đầu, nó không còn tồn tại ở cái dạng ban đầu. Vậy thì nó tồn tại ở dạng nào? Dạ, cái tiền 1 triệu của khách gửi thì số tiền đó được cho vay nằm trong 1 triệu chung đó. Nằm trong đâu? Dạ, cái tiền đó được cho người dân vay. Thì cho vay đây nè, 1 triệu đồng trích ra 100 ngàn làm dự trữ cho vay 900 ngàn. 900 ngàn đã biến thành số này, đã biến thành số này, biến thành số này. Số 810 đồng, ngàn đồng này biến thành số này, trích ra 10% này cho vay số này. Cuối cùng nó phân tán đi đâu? Cuối cùng nó tồn tại ở dạng nào? Nó phân tán đi hết rồi. Đâu còn nguyên 1 triệu nữa. Và tôi đang muốn hỏi số này nè. Đó, như vậy 1 triệu này, này. 1 triệu này là ban đầu đúng không? Cuối cùng nó đi về đâu? Nó tồn tại ở dạng nào? Em chào thầy, số tiền 1 triệu ban đầu sẽ cuối cùng sẽ về ngay quỹ dự trữ chung của trung ương đó thầy. Tại quỹ dự trữ chung của các ngân hàng trung gian á thì không được giữ lại mà sẽ gửi về quỹ dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung ương, thì nó sẽ tồn tại dạng tiền mặt. 1 triệu đồng này sẽ được đưa hết về ngân hàng trung ương, đúng không? Dạ đúng rồi. Sao đưa hết về ngân hàng trung ương được? Dự trữ chung. Bài học cách đây khoảng 10 phút. Dự trữ chung bao gồm dự trữ bắt buộc và dự trữ dư thừa. Chỉ có dự trữ này mới đưa về ngân hàng trung ương. Dự trữ này sao đưa về ngân hàng trung ương được? Đưa về ngân hàng trung ương tôi lấy tiền đâu để trả cho khách hàng? Như vậy thì dự trữ chung là dự trữ chung. Dự trữ bắt buộc là dự trữ bắt buộc. Dư thừa là dư thừa. Thì cái cột này là cột dự trữ chung. Mà đã là dự trữ chung thì trong đó bao gồm tiền mặt dành cho dự trữ bắt buộc và tiền mặt dành cho dự trữ dư thừa. Như vậy nói rằng 1 triệu đồng này cuối cùng đưa về ngân hàng trung ương hết là không đúng. Nó vẫn còn nguyên 10 tờ giấy 100 ngàn, không mất đi đâu được. Tiền nó không biến đổi đi đâu được hết. Nhưng mà lúc này nó tồn tại ở dạng nào? Thưa thầy, 10 triệu này á, thì nó nằm ở trong... Không phải 10 triệu, 1 triệu, không phải 10 triệu. Tôi đặt. Thì nó nằm trong tất cả ngân hàng trung gian hả? Nằm trong tất cả các ngân hàng trung gian. Rồi, câu trả lời của tôi là 1 triệu đồng này chẳng biến mất đi đâu hết. Mà lúc này nó tồn tại dưới dạng dự trữ chung. Dự trữ chung là dự trữ bằng tiền mặt tại các ngân hàng trung gian. Như vậy số tiền này chính là số tiền này. Số tiền này chính là số tiền này. Bôi những phần rườm rà ra cho lớp dễ tập trung.
Đó, như vậy thì 1 triệu đồng tiền mặt của anh A gửi vào ngân hàng trung gian không mất đi đâu hết. Có điều nó nằm rải rác ở trong các ngân hàng trung gian 1, 2, 3, 4, 5 dưới dạng dự trữ chung. Như vậy câu trả lời một cách ngắn gọn là lượng tiền mặt dành cho dự trữ chung trong toàn bộ hệ thống ngân hàng trung gian chính là lượng tiền mặt mà anh A gửi ban đầu. Như vậy, xuất phát từ 1 triệu tiền mặt của anh A gửi ban đầu thì nó chẳng mất đi đâu hết đúng không? Nó vẫn lượng tiền mặt vẫn là 1 triệu. Vậy thì lớp sẽ thấy rất rõ trong trường hợp này lượng tiền đã phát sinh thêm được bao nhiêu? 9 triệu. Ngân hàng trung gian đã tạo nên một lượng tiền tăng thêm là 9 triệu. Để cộng vào với 1 triệu tiền mặt mà ngân hàng trung ương in ra thì cộng tổng chúng ta có lượng tiền là 10 triệu. Như vậy, cái lượng tiền này được đẩy lên bằng 10 lần nhiều hơn. Thực chất là trong đó có 9 triệu tăng. Bởi vì 1 triệu là bản thân ngân hàng trung ương in ra và đưa cho hệ thống ngân hàng trung gian là 1 triệu. Như vậy lượng tiền phát sinh thêm là 9 triệu. Như vậy tôi đưa cho lớp này 1 triệu. Lớp này vận hành như thế nào đó, phát sinh thêm được 9 triệu. Tổng cộng lượng tiền là 10 triệu. Như vậy thì từ 1 triệu của tôi, lượng tiền giao dịch trong lớp này đã tăng, đã được đẩy lên gấp 10 lần nhiều hơn. Tóm lại, qua bảng này chúng ta thấy thế nào là cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian. Và từ nay về sau đó, tôi nghĩ rằng chúng ta có một cái nhìn. Trong nền kinh tế này, một lượng tiền mặt là bao nhiêu đó? Thì đó không phải là lượng tiền giao dịch. Không phải là lượng tiền giao dịch. Hoặc là nhìn lượng tiền giao dịch, chúng ta biết đó không phải là tiền mặt. Tôi đọc báo thấy rằng, trong nền kinh tế Việt Nam, lượng tiền giao dịch lên đến 100.000 tỷ. Tiền giao dịch ở Việt Nam lớn, 100.000 tỷ đồng. Nhưng mà lượng tiền giao dịch là 100.000 tỷ đồng, thì có nói lên rằng là lượng tiền mặt là 100.000 tỷ không? Không. Lượng tiền mặt phải là dưới 100.000 tỷ. Ví dụ, cái bội số này là 10 lần 10 lần đó. Thì lượng tiền mặt chỉ là bao nhiêu? Chỉ là 10.000 tỷ thôi. Có điều là hệ thống ngân hàng trung gian vận hành, kết quả là đẩy lượng tiền này lên gấp 10 lần nhiều hơn. Cho nên chúng ta tập một cách nhìn là, chúng ta nhìn lượng tiền giao dịch, chúng ta biết rằng lượng tiền mặt nó phải dưới lượng tiền này. Hoặc là chúng ta nhìn tiền mặt là số này, thì chắc chắn lượng tiền giao dịch phải lớn hơn số tiền này. Đó, đó là cách nhìn sau khi chúng ta tiếp cận được với cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian. Và lúc nãy tôi có nói với lớp rằng là, nếu ngân hàng trung gian này tạo nên một bộ số là 1, tức là tiền mặt bao nhiêu, tiền giao dịch là bấy nhiêu, tiền đầu vào bao nhiêu, tiền đầu ra cũng là bấy nhiêu, thì chúng ta nên xóa sổ hệ thống ngân hàng trung gian vì chúng tồn tại không một chút ý nghĩa đối với nền kinh tế. Thì trở lại, như vậy chúng ta thấy lúc nãy tôi có nêu ý tưởng ban đầu đó, một lượng tiền mặt được đưa vào nền kinh tế này là 1 triệu, kết quả là lượng tiền được tạo ra tăng thêm gấp bao nhiêu lần nhiều hơn, thì câu trả lời trong ví dụ vừa rồi gắn liền với lại các điều kiện lý tưởng đó là con số 10. Như vậy từ 1 triệu tiền mặt ban đầu, tức là tiền đầu vào đó, thì lượng tiền đầu ra tăng gấp 10 lần nhiều hơn, tăng thêm được 10 lần, tức là tăng lên đến 10 triệu. Lượng tiền đầu ra bằng 10 lần lượng tiền đầu vào, tức là lên được 10 triệu. Chúng ta nắm hai chiều ngược, chiều xuôi, thì chúng ta cố gắng suy ra chiều ngược lại. Ở đây có lẽ chiều ngược lại tôi nhắc một chút. Ngân hàng trung gian này đó, lúc nãy anh gửi vào 1 triệu. Bây giờ anh rút tiền ra khỏi ngân hàng 1 triệu thì sao? Anh rút tiền mặt ra khỏi ngân hàng 1 triệu. Nếu anh rút ra khỏi 1 triệu, thì ngân hàng trung gian này đâu có cần trích ra 100 ngàn để làm dự trữ nữa. Và mất đi số tiền cho vay là bao nhiêu? 900 ngàn. Ngân hàng 1 mất đi khoản tiền cho vay là 900 ngàn, thì ảnh hưởng đến ngân hàng 2 là chắc chắn thôi. Thay vì lúc nãy anh B anh gửi vào ngân hàng 2 không kỳ hạn để anh dùng chi phiếu và thẻ thanh toán trong giao dịch, thì lúc này làm gì có 900 ngàn để gửi cho ngân hàng 2 nữa. Thành ra ngân hàng 2 không cần phải trích ra 90 ngàn để làm dự trữ nữa và mất đi khoản tiền cho vay này. Như vậy, tất cả những con số này là số âm. Và chúng ta cộng các con số âm này lại, chúng ta có 10 triệu. Vậy thì, anh A mà rút tiền mặt ra khỏi nền kinh tế 1 triệu, thì làm cho lượng tiền qua ngân hàng trung gian đó sụt giảm không chỉ là 1 triệu, mà giảm đến 10 triệu. Cho nên, anh A gửi tiền mặt vào ngân hàng, thì đẩy lượng tiền tăng lên gấp nhiều lần hơn. Còn anh rút tiền mặt ra khỏi ngân hàng, thì làm cho lượng tiền sụt giảm nhiều lần hơn. Thì cái cách tạo ra tiền thì nó ngược lại với lại cách phá quỹ tiền. Tôi vừa đề cập đến cách phá quỹ tiền.
phá hủy tiền ở đây có nghĩa là làm giảm lượng tiền đó. Trong kinh tế vĩ mô người ta dùng thuật ngữ là phá hủy tiền, tức là làm giảm lượng tiền. Nghĩa là nếu rút tiền mặt ra khỏi ngân hàng thì lượng tiền sẽ giảm gấp nhiều lần hơn. Ngược lại với lại trường hợp gửi thêm tiền vào ngân hàng. Như vậy chúng ta đã hiểu được không gì thì ít cách mà một ngân hàng trung gian tạo nên một lượng tiền trong nền kinh tế. Ở đây chắc chắn là dính dáng đến một cái bộ số mà tôi và cái lớp vừa thấy. Bộ số 10 này. Thì số 10 này nè. Trong kinh tế vĩ mô đó, người ta gọi là số nhân. Có điều số nhân này gắn liền với lại tiền, cho nên người ta gọi đây là số nhân của tiền tệ. Số 10 này chính là số nhân gắn liền với tiền. Thành ra chúng ta có số nhân của tiền tệ. Còn hôm qua, chiều hôm qua chúng ta học số nhân, mà đó là số nhân của tổng cầu, bởi vì nó liên quan đến tổng cầu. Cho nên phần mà chúng ta theo dõi tiếp theo chắc chắn phải là số nhân của tiền rồi. Số nhân của tiền. Số nhân của tiền tệ được diễn giải như sau. Tôi cố gắng diễn đạt sao cho thật dễ hiểu cho lớp có thể nắm được. Lúc nãy lớp thấy con số 10 không? Tôi lấy lượng tiền đầu ra. Tôi chia cho lượng tiền đầu vào. Thì tôi có được số nhân của tiền. Số nhân tiền tệ là bằng lượng tiền đầu ra chia cho lượng tiền đầu vào. Lấy 10 triệu chia cho 1 triệu. Tiền đầu ra là gì? Lượng tiền đầu ra đó là lượng tiền giao dịch. Tiền đầu vào là gì? Tiền đầu vào là tiền mặt. Tiền đầu vào là tiền mặt. Mà tiền mặt đó chính là tiền cơ sở. Tiền gốc đó. Tiền giao dịch. Có lẽ tôi ghi như vậy thì chính xác, thì tổng quát hơn nữa nè. Lớp sửa lại cho tôi một chút. Chúng ta sẽ xét đến tiền giao dịch ở bước tiếp theo. Tiền đầu ra chính là... ghi thêm một bước đây. Tiền đầu ra chính là lượng cung tiền. Tiền đầu ra chính là lượng cung tiền mà ngân hàng trung gian tạo ra. Tiền đầu vào chính là tiền mặt. Tiền đầu vào chính là tiền mặt. Lượng cung tiền... chúng ta ký hiệu là lượng cung tiền hay còn gọi là khối tiền tệ hay là khối tiền. Tiền mặt chính là tiền cơ sở. Và vì vậy, nếu dùng ký hiệu chúng ta có khối tiền là M ngang, tiền cơ sở là M0. Số nhân của tiền là KM. Thành ra lớp có khái niệm đầu tiên, số nhân của tiền. KM là số nhân của tiền, nó bằng gì? Nó bằng M ngang chia cho M không. Lý do là như vậy đó. Lấy tiền đầu ra chia cho tiền đầu vào. Lập luận chúng ta có M ngang chia M không. Đó là lập luận thứ nhất. Lập luận thứ hai, chúng ta nói về số tăng giảm. Như vậy, lớp lấy lượng tiền đầu ra thay đổi chia cho lượng tiền đầu vào thay đổi. Tức là lượng thay đổi của tiền đầu ra đúng không? Chia cho lượng thay đổi của tiền đầu vào. Thì chúng ta sẽ tính được là lượng thay đổi của cung tiền chia cho lượng tiền mặt thay đổi. Như vậy khối tiền thay đổi bao nhiêu, tiền cơ sở thay đổi bao nhiêu, thì chúng ta có ký hiệu delta. Cho nên chúng ta có khái niệm thứ hai về số nhân của tiền là dựa trên số delta. KM là bằng delta M ngang chia cho delta M không. Nếu chúng ta xét khối tiền giao dịch thì khối M thì M ngang này chính là M1 nè. Nếu mà xét đây là tiền giao dịch thì M ngang này chính là M1. Nếu chúng ta xét khối tiền này là khối tiền M2 thì M ngang này chính là M2. Như vậy tùy theo cấp độ chúng ta xét, M ngang này có thể nó là M1, có thể nó là M2, tùy.
M ngang này chúng ta có thể xét đó là khối M1 để chúng ta dừng lại ở khối tiền giao dịch, có thể xét là khối M2 bao gồm M1 cộng tiền gửi tiết kiệm, vân vân. Ở cấp độ cao hơn chúng ta xét M3, M4, M5. Cho nên lúc nãy tôi sửa lại một chút cho một cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát hơn là vì vậy. Vậy thì có thể chúng ta dùng khái niệm dựa trên số tổng hoặc là dùng khái niệm dựa trên số đơn, số tăng giảm. Quan trọng hơn nữa là thế nào là số nhân của tiền? Tôi viết trở lại nè, để chúng ta nhìn thấy ý nghĩa của số nhân của tiền. Một đồng tiền mặt nó tạo nên được bao nhiêu đồng cung tiền? Ngân hàng trung ương đó mà in ra đúng một đồng tiền mặt thôi, thì qua ngân hàng trung gian nó đẩy lượng tiền này lên gấp bao nhiêu lần, tức là nó tạo được bao nhiêu đồng cung tiền. Đó là ý nghĩa của EKM. Số này rất có ý nghĩa nè. Nếu số này bằng 10, nghĩa là một đồng tiền mặt, cứ một đồng tiền mặt mà ngân hàng trung ương in ra thì tạo nên 10 đồng trong nền, 10 đồng cung tiền trong nền kinh tế. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta nói về tăng giảm. Ngân hàng trung ương lúc nãy là in một đồng đúng không? Còn bây giờ in ra thêm một đồng. In một đồng nghĩa là tổng cộng tiền mặt chỉ là một đồng. Còn này là in thêm một đồng. Nếu in thêm một đồng tiền mặt tăng thêm thì làm cho lượng cung tiền tăng thêm bao nhiêu đồng? Một đồng tiền mặt tăng thêm thì làm cho lượng cung tiền tăng thêm được bao nhiêu đồng? Đó là ý nghĩa của số nhân của tiền mà chúng ta dựa trên delta, tức là dựa trên số tăng giảm. Lúc nào chúng ta cũng nhớ hai chiều, tăng thêm tiền mặt thì làm cho lượng cung tiền tăng bao nhiêu, nhưng mà giảm bớt lượng tiền mặt thì làm cho giảm lượng cung tiền bao nhiêu. Đó là khái niệm. Còn về cách tính, chúng ta có số nhân của tiền như sau. Ở đây phân ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là điều kiện lý tưởng. Trường hợp thứ nhất là điều kiện lý tưởng. Điều kiện lý tưởng thì gắn liền với lại ba giả định lý tưởng mà lúc nãy chúng ta đã chấp nhận khi mà xem cách tạo ra tiền qua ngân hàng trung gian. Lúc nãy từ đâu chúng ta có con số 10? Nếu nhớ lại là bộ số là 10 đó, từ đâu có số 10? Thì số 10 này được tính bằng cách là lấy. Số 10 này được tính từ thuật toán này. Ở đây có lại lớp chấp nhận đi, chấp nhận. Về nhà chúng ta thêm theo dõi cách tính. Chúng ta dùng thuật toán sau đây để tính được số 10 nè. Lấy tất cả những con số này cộng lại. Trong sách đó, sách lý thuyết, chúng ta lấy những số này cộng lại. Đây là một chuỗi vô tận, một chuỗi vô tận các giao dịch thì chúng ta ra số 10. Như vậy thì phải dựa trên cấp số nhân vô tận để tính. Thì cấp số nhân vô tận có dạng là như thế này này. Ở đây lớp sửa lại cho tôi một chút. Ở đây có dư một số là 0,9 bình phương này, trong sách đó. Trong sách lý thuyết ở đây dư một con số là 0,9 bình phương, thành ra loại trừ chúng tôi. Trong ngoặc này là 1 cộng 0,9 cộng 0,9 bình phương cộng 0,9 lũy thứ 3. Và rút gọn lại chúng ta có 1 chia cho 1 trừ 0,9. Mà 1 trừ 0,9 là 0,1 và 1 chia 0,1 là 10. 1 chia 0,1 là 10. Như vậy bộ số được tạo ra là 10 và lấy số 10 này nhân với 1 triệu thì chúng ta ra được 10 triệu. Đó là ý nghĩa của số 10. Như vậy chúng ta có được số 10 bằng cách là lấy 1 chia cho 0,1. Mà 0,1 chính là 10%. Mà 10% ở đâu có? Nhớ lại lúc nãy tỷ lệ dự trữ chung chúng ta cho rằng là 10, chúng ta giả định là 10%. Vậy thì lấy 1 và chia cho tỷ lệ dự trữ chung thì chúng ta ra được KM. Nhưng mà KM mà tính trong trường hợp lý tưởng với ba giả định đó, thành ra người ta gọi đây là số nhân trong điều kiện lý tưởng. Tỷ lệ dự trữ chung thì bao giờ cũng nhỏ hơn 1. Không có ngân hàng nào để lại 100% tiền gửi của khách hàng để làm dự trữ. Làm sao để lại 100% được? Như vậy nếu để lại 100% thì lấy tiền đâu cho vay? Cho nên tỷ lệ dự trữ chung bao giờ cũng nhỏ hơn 1, tức là nhỏ hơn 100%. Và vì vậy số nhân KM lúc nào cũng lớn hơn 1. Lấy 1 chia cho số nhỏ hơn 1 thì số nhân luôn luôn lớn hơn 1. Mà lớn hơn 1 là đúng rồi. Ngân hàng trung ương mà tạo ra một bộ số là 1 thì chúng ta không dùng đến ngân hàng trung gian này nữa. Xin lỗi, ngân hàng trung gian. Ngân hàng trung gian mà tạo nên bộ số là 1 thì chúng ta xóa bỏ hệ thống ngân hàng trung gian này đi. Vậy thì chúng bắt buộc phải tạo nên một bộ số lớn hơn 1 thôi. Bây giờ chúng ta xét trong điều kiện thực tế. Chúng ta xét trong điều kiện thực tế. Thực tế ở đây cũng gắn liền với khối M1 thôi. Nghĩa là lúc nãy tôi và cái lớp dừng lại. Nếu đây chúng ta xét khối M1 này, là khối tiền giao dịch này. Thay M ngang này là M1 thì lúc này chúng ta có số nhân này. Trong đây chúng ta có một ký hiệu C nhỏ.
sẽ nhỏ là tỷ lệ giữa lượng tiền mặt ngoài ngân hàng so với lại lượng tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng. CM mà chia cho DM thì lúc này chúng ta có một khái niệm gọi là C nhỏ. Và với cách viết này thì chắc chắn rằng tỷ lệ này cũng nhỏ hơn 1. Nó là một con số dương nhưng mà có xu hướng là nhỏ hơn 1. C nhỏ bằng C lớn, CM chia cho DM. Và tôi có lẽ tôi cũng không có không hẹp hò gì khi chiếu lại cho lớp xem phần này. Đây, chúng ta xem những sinh viên là thắc mắc tỷ lệ này, tức là tôi đang lấy hai số này chia cho nhau nè. Tôi lấy CM mà tôi chia cho DM nè. Thì tỷ lệ này là tỷ lệ thì chúng ta có ký hiệu là C nhỏ đó. C nhỏ của tôi vừa rồi đó ghi là gì, là bằng CM đúng không, chia cho DM. Theo cả lớp đó, ở Việt Nam hiện nay nè, cái tỷ lệ này C này nè, nó lớn hơn một hay nhỏ hơn một? Muốn biết lớn hơn hay nhỏ hơn một thì phải nhìn vào tử và mẫu. Ở Việt Nam hiện nay trong giao dịch đó, tôi và cả lớp dùng tiền mặt để giao dịch nhiều hơn hay là dùng thẻ để giao dịch nhiều hơn? Chắc chắn là tiền mặt đúng không? Vậy thì nếu chúng ta dùng tiền mặt nhiều hơn thì tử số là lớn hơn mẫu số. Thì ở Việt Nam hiện nay đó, số này là lớn hơn một. Tỷ lệ này lớn hơn một. Nhưng mà xu hướng chung có lẽ Việt Nam cũng giống như các nước khác trên thế giới, nó sẽ phải đi theo một cái quỹ đạo chung từ thấp lên cao. Nền kinh tế càng phát triển, hệ thống ngân hàng càng phát triển, càng được hoàn thiện thì người ta sẽ giảm sai tiền mặt trong giao dịch, giảm sai tiền mặt trong giao dịch và tăng dùng tiền qua ngân hàng, tăng dùng thẻ. Đó là xu hướng tất yếu rồi. Như vậy thì theo xu hướng chung thì lượng tiền mặt ngoài ngân hàng sẽ có xu hướng giảm dần. Còn lượng tiền không kỳ hạn để dùng thẻ debit hay là chi phí sẽ tăng dần. Cho nên số tử giảm dần, số mẫu tăng dần. Thì xu hướng chung là gì? Là tỷ lệ này nhỏ hơn 1. Cho nên tôi nói rằng là tỷ lệ C nhỏ đó là một con số dương. Số dương là đương nhiên rồi, là số tổng mà. Nhưng mà nó nhỏ hơn 1 là vậy. Cá biệt hiện nay ở Việt Nam thì số này lớn hơn 1. Nhưng mà xu hướng chung nó phải nhỏ hơn 1. Thì khi xét số nhân của tiền trong thực tế, tiền trong thực tế dứt khoát phải có tiền mặt, cho nên vẫn tồn tại một tỷ lệ C nhỏ này. Nó khác với điều kiện lý tưởng đúng không? Điều kiện lý tưởng là người ta không xài tiền mặt. Vậy thì lấy C nhỏ cộng với lại D và lấy C nhỏ cộng với 1, cho ta thêm C nhỏ vào tử số này, thêm C nhỏ vào mẫu số này, thì lúc này chúng ta có số nhân này. Có điều số nhân này cũng chỉ dừng lại ở M1. Cho nên người ta gọi là số nhân của tiền tệ mà gắn với lại khối M1. Thì đây là chính là số nhân trong điều kiện thực tế. Nó mang ý nghĩa thực tế hơn là so với lại lý tưởng. Và khi tỷ lệ xe nhỏ nó bằng 0, chúng ta xem tại sao bằng 0. Trong một điều kiện lý tưởng, trong một xã hội lý tưởng, người ta không xài tiền mặt. Có tiền mặt bao nhiêu gửi hết vào ngân hàng để xài thẻ. Thì số nó bằng 0. Tôi không xài tiền mặt nữa. Nếu số nó bằng 0, toàn bộ số tiền mặt đưa hết vào ngân hàng, mẫu số này khác không? Nhưng mà tử số bằng 0, mẫu số khác không? Thì tỷ lệ C nhỏ bằng 0. Mà nếu tỷ lệ C nhỏ nó bằng 0 thì lúc này chúng ta trở lại số nhân gì? Số nhân lý tưởng. Đó. Như vậy số nhân lý tưởng là số nhân trong trường hợp chúng ta không xài tiền mặt để giao dịch. Còn một khi vẫn xài tiền mặt để giao dịch thì chúng ta quan tâm hơn đến số nhân trong điều kiện thực tế. Thì đó là số nhân của tiền gắn liền với lại cách tạo ra tiền qua hệ thống ngân hàng trung gian. Nhắc lại, như vậy ngân hàng trung ương có ba công cụ chính để điều tiết lượng cung tiền, và trước hết là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc chúng ta biết rồi, đó là tỷ lệ mà ngân hàng trung ương quy định cho ngân hàng trung gian phải áp dụng. Như vậy nếu ngân hàng trung ương mà tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nếu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì tỷ lệ dự trữ chung đó sẽ có xu hướng là tăng lên. Lập luận này chúng ta biết là biết rồi. Tỷ lệ dự trữ chung thì bằng tỷ lệ dự trữ bắt buộc cộng tỷ lệ dự trữ tùy ý. Tùy ý hay là dư thừa đó. Bây giờ nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng, ngân hàng trung ương chỉ được tăng cái này thôi, còn tùy ý là của ngân hàng trung gian mà.
Vậy chúng ta giả định rằng trong điều kiện tỷ lệ dự trữ tùy ý không đổi thì dứt khoát là tỷ lệ dự trữ chung sẽ tăng. Cho nên người ta nói rằng là khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng thì tỷ lệ dự trữ chung đó sẽ có xu hướng tăng. Vậy thì lượng tiền mặt dành cho dự trữ sẽ nhiều hơn. Lượng tiền mặt dành cho dự trữ chung sẽ tăng. Trước đây tỷ lệ dự trữ chung là 10%, bây giờ là 12%. Anh gửi vào ngân hàng thì ngân hàng thay vì trích 100.000 bây giờ phải trích đến 120.000 để làm dự trữ. Mà nếu tiền mặt dành cho dự trữ chung tăng thì cái tiền mà ngân hàng trung gian cho vay đó sẽ giảm. Tiền mặt để lại nhiều hơn để làm dự trữ thì tất yếu là tiền cho vay giảm. Một ngân hàng giảm cho vay ảnh hưởng đến ngân hàng thứ hai, tác động đến ngân hàng thứ ba qua bảng tạo ra tiền lúc nãy đó. Chỉ cần một ngân hàng trung gian giảm cho vay thôi thì chúng ta sẽ thấy là tổng lượng tiền tạo ra sẽ giảm xuống. Mà tổng lượng tiền tạo ra chính là lượng cung tiền. Như vậy, khi ngân hàng trung ương chủ động tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì sẽ làm cho lượng tiền tạo ra qua hệ thống ngân hàng trung gian giảm xuống. Đó là công cụ chủ yếu thứ nhất để ngân hàng trung ương có thể làm thay đổi lượng tiền. Trường hợp này tăng dự trữ bắt buộc tỷ lệ đó thì làm cho lượng cung tiền giảm, thì chúng ta suy ra ngược lại, nếu giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì làm cho lượng cung tiền tăng. Chúng ta có thể nhìn trở lại bảng sau đây để thấy ngân hàng trung ương đã làm giảm lượng tiền như thế nào. Anh A vẫn gửi vào ngân hàng trung gian là 1 triệu. Lúc nãy tỷ lệ dự trữ là 10%, thì chúng ta có bảng này và kết quả tạo ra là 10 triệu. Bây giờ tỷ lệ này không còn là 10% nữa, mà nó lên đến 12%. Nếu đây là 12%, thì số tiền này không còn là 100.000 nữa đúng không? Mà phải là 120.000. Thì thay vì cho vay 900.000, bây giờ ngân hàng trung gian 1 chỉ có thể cho vay 880.000. Thì số này bây giờ là 880.000, trích là 10%, mà trích là 12% là bao nhiêu đó. Nhưng mà chúng ta thấy số này nó cứ giảm dần. Mấy số này nó cứ giảm dần. Như vậy thì từ 1 triệu ban đầu, chúng ta cộng những con số giảm dần, thì dứt khoát tổng lượng tiền ta ra bây giờ phải là dưới 10 triệu. Như vậy, lượng tiền mặt vẫn là 1 triệu. Anh A đưa vào ngân hàng, nhưng mà chỉ cần thay đổi tỷ lệ này nè, là lượng tiền tạo ra đã giảm rồi. Do đó người ta nói rằng đây là một trong những công cụ chủ yếu của ngân hàng trung ương để làm thay đổi lượng tiền. Đó là công cụ thứ nhất. Công cụ thứ hai là lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu là lãi suất được áp dụng khi ngân hàng trung ương cho ngân hàng trung gian vay tiền. Lãi suất được áp dụng khi ngân hàng trung ương cho ngân hàng trung gian vay tiền. Thường ngân hàng trung gian có thể vay tiền trong ngắn hạn. Vay ngân hàng trung ương đó trong ngắn hạn. Và khi vay của ngân hàng trung ương thì ngân hàng trung gian phải chịu một lãi suất gọi là lãi suất chiết khấu. Bây giờ nếu ngân hàng trung ương chủ động tăng lãi suất chiết khấu ngân hàng trung gian này vay để làm gì? Vay để cho vay lại đó. Cho nên là khi mà lãi suất chiết khấu tăng thì ngân hàng trung gian giảm vay. Nguyên tắc chung là khi lãi suất cho vay mà càng cao thì cái người đi vay càng giảm vay tiền. Lãi suất chiết khấu chẳng qua là lãi suất mà ngân hàng trung ương cho ngân hàng trung gian vay. Vậy thì ngân hàng trung gian là người đi vay sẽ giảm vay. Mà nếu ngân hàng trung gian giảm vay thì lượng tiền mà ngân hàng trung gian cho vay lại sẽ giảm. Tôi là ngân hàng trung gian định vay tiền của ngân hàng trung ương là 10 tỷ, nhưng mà ngân hàng trung ương tăng lãi suất chiết khấu, tôi chỉ dám vay 8 tỷ. Như vậy thì thay vì tôi vay 10 tỷ, tôi cho vay lại 10 tỷ, bây giờ tôi chỉ dám vay 8 tỷ, thì cái số tiền tôi cho vay lại rõ ràng giảm. Mà chỉ cần chúng ta biết là một ngân hàng giảm cho vay thì thông qua cái bảng lúc nãy đó, tức là tác động dây chuyền đó, sẽ làm cho tổng lượng tiền tạo ra qua hệ thống ngân hàng trung gian giảm xuống. Như vậy, khi ngân hàng trung ương chủ động tăng lãi suất chiết khấu thì làm cho lượng tiền tạo ra qua hệ thống ngân hàng trung gian giảm xuống. Cho nên người ta nói rằng là những công cụ này hướng đến làm thay đổi lượng tiền là vì vậy. Đó là công cụ thứ hai. Công cụ thứ ba là hoạt động thị trường mở. Hoạt động thị trường mở tức là ngân hàng trung ương đó
mua bán trái phiếu của chính phủ. Ngân hàng Trung ương mua vào bán ra trái phiếu của chính phủ. Thì hành động này người ta gọi là hoạt động thị trường mở. Trái phiếu không phải là thị trường, không phải là công cụ thứ ba, mà là mua bán trái phiếu mới là công cụ thứ ba, công cụ chính thứ ba để ngân hàng Trung ương điều tiết lượng tiền. Phần này có lẽ tôi diễn giải bằng một sơ đồ sau đây thì có lẽ thích hợp hơn. Chúng ta xem. Đây là ngân hàng Trung ương. Và đây là trong toàn bộ nền kinh tế hay là trong lưu thông nè. Đây là ngân hàng Trung ương. Trong nền kinh tế đó hay là trong lưu thông đó,